Xin chào tất cả mọi người. Một ngày mới và đến việc cập nhật tin tức thể thao cũng có thể làm chúng ta bận rộn vào ngày hôm nay. SEA Games đã chính thức bắt đầu. Mọi người đừng quên và nhớ theo dõi các kênh của VTV cũng như là bản tin của chúng tôi trên YouTube. Nhưng trước khi mọi thứ bắt đầu thì vào rạng sáng ngày hôm nay, Arsenal và Tottenham Hotspur đã thi đấu trận chung kết top 4 của mùa giải này và chức vô địch không có huy chương thuộc về. 90 phút trên sân vận động Tottenham là một thảm họa với các cầu thủ Arsenal. Họ để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay ở phút 22 với bàn thắng trên chấm phạt đền của Harry Kane. Ngay sau đó, Arsenal phải chơi thiếu người khi Rob Holding nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng 7 phút. Và trước sức tấn công vũ bão của Tottenham, việc họ để thủng lưới thêm là điều tất yếu. Harry Kane và Son Heung-min ghi hai bàn nữa để giúp Tottenham giành chiến thắng chung cuộc 3-0, qua đó thu hẹp cách biệt với chính Arsenal xuống chỉ còn một điểm và khiến cuộc đua top 4 lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nói vậy thôi, cả hai đội bóng thì còn hai trận đấu nữa và dù như thế nào thì các trận đấu cuối mùa của họ thì cũng vẫn rất là đáng xem. Trong một diễn biến đáng chú ý khác ở La Liga, huấn luyện viên Ancelotti đã giữ lời khi đưa các ngôi sao của đội hình chính quay trở lại trong trận đấu gặp Levante. Nhưng chúng ta có thể hiểu rằng các cầu thủ lớn sẽ thi đấu ở một sự thận trọng về chấn thương, nhất là khi mà chức vô địch đã được trao trong khi trận chung kết của Champions League sẽ đến sau đây hơn 2 tuần nữa. Một cơn mưa bàn thắng đã được Real Madrid tạo nên ở trận đấu với đội cuối bảng Levante. Trong một ngày mà đội chủ nhà ra sân với hàng tấn công mạnh nhất, các tiền đạo của họ đã khiến mạng lưới đối phương phải rung lên tới 5 lần. Karim Benzema ghi một bàn để sánh ngang với thành tích của huyền thoại Raul và trở thành chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử Real Madrid. Vinicius Junior lập một cú hat-trick, hai bàn còn lại thuộc về Rodrigo và Ferland Mendy. Chiến thắng 6-0 là màn thị uy sức mạnh tuyệt vời của các nhà tân vô địch. Còn với Levante, thất bại này đã khiến họ chính thức phải xuống hạng sớm hai vòng đấu. Trận chung kết gần nhất và được chờ đợi nhất vào lúc này đó chính là trận Chelsea gặp Liverpool tại UEFA. Liverpool thì bận lo về chung kết của Champions League và cơ hội mong manh vô địch ngoại hạng. Còn Chelsea vốn chỉ còn duy nhất hy vọng vào chiếc cúp này để tặng ông chủ mới thì lại gặp với những rắc rối về mặt chấn thương. Chelsea rất có thể sẽ phải bước vào trận chung kết UEFA mà không có sự phục vụ của Mateo Kovacic. Tiền vệ người Croatia đã phải rời sân ngay từ phút 24 ở trận đấu với Leeds United vì chấn thương. Và huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận chỉ có một phép màu mới giúp Kovacic kịp bình phục để đối đầu với Liverpool tại Wembley vào ngày mai. Sự vắng mặt của Kovacic chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn cho Chelsea. Tuy nhiên, bên cạnh tin xấu về chấn thương của Kovacic, Chelsea cũng vừa đón nhận một tin vui khi họ đã đạt thỏa thuận với nhà tài trợ mới là Wellfin, một công ty khai thác tiền ảo. Hợp đồng giữa hai bên trị giá 20 triệu bảng mỗi năm, gấp đôi so với thỏa thuận trước đó với Hyundai. Và logo Wellfin sẽ xuất hiện trên tay áo của các cầu thủ Chelsea kể từ mùa giải tới. Thỏa thuận mới này, cùng với sự đầu tư của vị chủ tịch mới Todd Boehly, là những tín hiệu rất tích cực với tình hình tài chính của Chelsea. Tối ngày hôm qua, thì buổi lễ khai mạc SEA Games 31 đã được tổ chức hoành tráng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Một bữa tiệc của ánh sáng và âm nhạc, nhưng mang đậm nét văn hóa, truyền thống và một tinh thần của Việt Nam. Lễ khai mạc của SEA Games 31 được tổ chức trang trọng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đến dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu quốc tế cùng đông đảo huấn luyện viên, vận động viên. Buổi lễ sớm để lại những ấn tượng với khán giả khi ngay phần mở đầu là những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, chú trọng vào yếu tố văn hóa, nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Góp phần vào thành công của các tiết mục là màn biểu diễn mãn nhãn của những công nghệ trình chiếu hiện đại. Trong phần diễu hành của 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện cuối cùng. Vận động viên có vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao chủ nhà là kỷ ngư Nguyễn Huy Hoàng. Tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 1.341 thành viên, trong đó có hơn 950 vận động viên tranh tài ở 40 môn thể thao của đại hội. Thưa quý vị và các bạn, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao các nước Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội, chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc SEA Games 31, sự kiện bước vào phần hội với các tiết mục ca múa nhạc đầy sôi động. Và cuối cùng, khi ngọn đuốc của SEA Games được thắp sáng bởi vận động viên Quách Thị Lan, cũng là lúc
Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 bắt đầu những ngày tranh tài chính thức đầy sôi động sắp tới. Không nhiều tin tức về SEA Games vì chúng tôi đã có chương trình nhật ký, nhưng tin nóng nhất thì cũng không thể bỏ qua phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu quyết định vòng bảng gặp đội tuyển U23 Myanmar. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có 3 ngày nghỉ trọn vẹn và nhiệm vụ đó chính là phải biến lợi thế đó thành 3 điểm mà chạm một tay vào tấm vé dự bán kết. Sau khi dành trọn vẹn buổi chiều mùng 10 tháng 5 để quan sát đội tuyển U23 Myanmar thi đấu với đội tuyển U23 Philippines, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra những bài tập mới cho các cầu thủ thực hiện trong các buổi tập gần đây. Lối chơi áp sát rất khó chịu của đội tuyển U23 Myanmar đã khiến U23 Philippines gặp rất nhiều khó khăn, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu toàn đội chú trọng vào các bài tập đẩy nhanh tốc độ, các bài phối hợp tình huống bóng nhanh, dứt khoát cũng được thực hiện nhiều hơn. Bên cạnh sự chuẩn bị về chuyên môn, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng yêu cầu các học trò phải có sự tập trung cao nhất cho trận đấu tới. Điều đáng mừng là U23 Việt Nam vẫn bảo toàn trọn vẹn lực lượng khi không có cầu thủ nào bị chấn thương hoặc có vấn đề về sức khỏe. Toàn đội đều đang hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trước U23 Myanmar với sự tự tin cao nhất. Kết thúc bản tin nóng vào sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của buổi lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hãy thưởng thức và nhớ tiếp tục theo dõi các tin tức của SEA Games trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Và bục vinh quang chính là thông điệp của Việt Nam gửi đến bạn bè khu vực. Thể thao thúc đẩy hợp tác.